Xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tìm hiểu cái hình bi tiếp theo. Thì ngày xưa Trung cũng từng làm cái clip về cái loại hình này rồi, là mình sẽ sử dụng một cú đánh, một kỹ thuật gọi là lướt bi. Lướt bi thì có nghĩa là cái tay sau mình lỏng, mình đẩy xuyên cái lực á, mình sẽ đẩy xuyên qua cái trái bi cát, chứ mình không có dừng mũi lại, không có dừng cái tay lại. Thì đó là một kỹ thuật mà đẩy lướt bi và xuyên bi. Thì trong cái hình này thì khi mọi người sơn mỏng á, thì nó sẽ đưa cho cái trái bi vàng nó lết từ 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 nó về góc chậu, và sau đó bi mình sẽ đi đúng 3 băng về, nó sẽ trúng vào bi mục tiêu 2 và nó sẽ gom bi. Và đây cũng là một cái hình bi mà trong cuốn sách của Xavier. Dĩ nhiên là trong sách Xavier thì ông vẫn xài loại áp phê khác, nhưng mà chung thì đánh theo chuẩn của mỗi cái bộ 50, mình xài đúng cái áp phê bộ 50. Thì bộ 50 thì mọi người tìm hiểu thêm. Cái tia đi của mình thì ngay góc dọc là 50, xuống thì 45, 40, 35, 30. Còn cái điểm mà mình nhắm là 10, 20, 30, 40 là cái màu vàng. Tia về thì góc dọc mình tính là 0, lên một nút tính 10, 20. Ở đây thì mình sẽ có một vài lưu ý khi mà mình đánh cái bộ 50 mà đánh lướt bi. Khi mọi người đánh mỏng và lướt bi thì nó có hiện tượng là nó bị thiếu áp phê. Nếu như mà tia đi của mình 50 mình đánh vô 30, mình đánh hai áp phê thì nó sẽ về góc dậu là về 0. Nhưng mà trong trường hợp này thiếu áp phê, mọi người phải đánh 4 áp phê. 3 tới 4 áp phê. Nói chung áp phê nào nó cũng trúng. Còn khi mà cái tia đi của mình nó 40 mà trừ 20 á, thì khi mà mình đánh hai áp phê nha, mà cái từ 40 đổ xuống, ví dụ 40, 35, 30 bao nhiêu đó, thì cứ mình căn một cặp tia 20 thì nó sẽ về 10. Về 10 trên băng 4 là cái 10 mà màu đỏ đó, là trên góc dọc một nốt. Mình đánh hai áp phê 40 thì nó về 10. Nhưng mà trong trường hợp này thì 40 trừ 20 nó bị hiện tượng thiếu phê, thì mình cũng là phải đánh 3 tới 4 áp phê thì nó sẽ về nó trúng. Và mọi người phải luyện cái kỹ thuật là đẩy lướt bi. Lướt bi ở đây thì có vài yếu tố quan trọng, mà cái tay sau mình phải lỏng hoàn toàn, mình phải ra cơ bằng cái lực của cái cây cơ, chứ đừng có ra lực bằng cái lực của tay mình, thì nó sẽ dễ bị ghì cái bi mình lại. Thứ hai là mình phải đẩy mũi nó dài ra một chút xíu và mình phải xuyên qua cái trái bi cát. Và bây giờ thì mình sẽ tới phần demo.